Như mình có hứa với các bạn là khi nào mà mình nhận thêm được những cái đồ delivery mà mình mua trong cái ngày mà Black Friday on sale online đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Bây giờ các bạn cùng với mình mở thử nha. Bây giờ thì mình lai rai từ thứ hai, thứ ba, mỗi ngày mình đi làm về thì mình thấy trước cửa có một thùng hay thùng thì mình mang vào. Nhưng mà đến hôm nay cuối tuần mình mới rảnh mình mới chia sẻ với các bạn đó. Còn bình thường thì tối mình về mình đi làm á thì cũng là quá bận bịu, cơm nước xong là cũng mệt lắm cho nên là mình không có thời gian để chia sẻ, đợi tới cuối tuần mới chia sẻ với các bạn đó. Có một số thùng thì con gái mình mua quà cho gia đình đó thì chị nói thôi mẹ đừng mở, tại vì mẹ mở thì ở nhà coi video của mẹ sẽ thấy hết là con mua gì cho gia đình, cho nên là xin muốn surprise. Bây giờ mình nhớ rồi, cái này là con gái mình biết là ba cần một cái máy cạo râu đó các bạn, máy của ba nó không có, nó hơi cũ rồi cho nên là ba cần mua một cái mới, thì hình như hai cha con có lên online để mua. Hôm đó hình như là Macy nó sale đó. Hôm đó Macy sale cho nên còn có 35 đồng thôi, thế là hát price đó các bạn, nó là Macy 50% off đó. Thì con mua một cái cho ba với một cái không biết cho ai đây, chắc gift cho người nào trong gia đình đó mình cũng không có biết, không có dám tuyên bố trước với các bạn ha. Bây giờ chị sẽ mở cái thùng này nha các bạn. Cái thùng này là của tiệm Akabindi á các bạn. Và Akabindi thì chỉ có quần áo thôi. For sure là tiệm này thì chỉ là quần áo thôi. Đây là mình thấy mình có cái áo lạnh, cái sweater đó các bạn. Cái này là mình thấy mua size nhỏ, đây không biết cái này là của nam hay của nữ. Hồi xưa là 58 đô la đó các bạn, 58 đồng, bây giờ là hát ra đẹp ha. Coi là cái gì đó các bạn ha. Con gái mình là shopping mấy cái này tùm lum cho nên là nhiều khi mình cũng không biết con mua cái gì nữa, nó mẹ cứ nhận hàng cho con, mẹ đem vô mẹ mở ra mẹ coi giùm con coi cái gì không đúng thì con có thể đổi lại. Cái này là cái áo hai quai nè các bạn, cái bận ở trong á ha, như thương. Đây là cái thứ ba đó các bạn ha, của tiệm Acropombi đó. Còn cái này cái này mình thích lắm nha các bạn, này mình nghĩ chắc cũng mà size small thì chắc không phải đâu. Cái này là cái hiệu tiệm con nai này nè các bạn đó, con nai này là cái signature của cái tiệm Acropombi đó các bạn đó. Quần áo ở đây nói chung là bận cũng rất là đẹp đó các bạn, cái người trẻ mấy em sinh viên high school, học sinh high school là cũng thích cái hiệu quần áo này lắm đó. Đó, xong cái thùng macaroni này nha các bạn. Cái thùng này á là món quà của trong gia đình đó mình, mà cái tiệm này là tiệm sẽ là bán đồ mỹ phẩm đó các bạn, for sure luôn á. Nhưng mà con gái mình nói là thôi mẹ đừng có mở, tại cái này con muốn surprise cho cái người mà con sẽ tặng cho nên mình xin phép mình không mở thùng này nha. Cái bịch này cái bịch này là của Victoria's Secret rồi, các bạn biết rồi, Victoria's Secret thì chỉ bán đồ cho phụ nữ thôi. Cái này cũng xin phép các bạn mở cái này là đồ của nữ nha, nếu các bạn nam không muốn coi thì đóng mắt lại. Ok. Cái đây là cái đôi dép, mình nghĩ là cái đôi dép này đó là nó tặng đó các bạn, tại vì bình thường á mình mua cái đồ mà trên cái tiệm Victoria's Secret này á, những khi mà mình mua trong cái mùa này á, hay là thỉnh thoảng nó có promotion đó, mình mua mặt hàng nào và đến một cái số tiền nào thì nó sẽ tặng cho mình. Tùy ví dụ như mình mua nhiều thì mình sẽ được món quà là giá trị hơn, như là cái giỏ sách hay là cái plan kẹt là cái mền đó các bạn, hay là cái đôi dép đó, hay là cái đồ bóng cổ mà nhiều khi con gái mình nó có này nọ rồi thì nó sẽ chọn cái món nào mà chị thích hơn đó mình. Trong đây thì mình có là ba cái áo này các bạn, hai cái màu đỏ hay các bạn ha, mình mở thử một cái cho các bạn coi nha. Còn một cái màu đen, hình như hôm đó mình có con gái mình nói là cái tay siêu vịt nó sale đó các bạn, chỉ có 25 đô thôi, 25 đô cho một cái áo ngực như thế này nè các bạn, nó rẻ hết các bạn ha. Đồ lót của Victoria's Secret thì mình thích vẫn lắm đó, tại vì nó dễ chịu đó các bạn, nó mềm mại, nó dễ chịu, nó làm cho mình ma mặc suốt một ngày mình đi làm mà mình không có cảm thấy mệt mỏi khó chịu, là nhiều khi nó thay quá hay là nó cứng quá mình bận suốt ngày rồi
mình cũng mệt lắm đó, cho nên thường thường mà có sale thì mình cũng hay nói con gái mình mua, thì con gái mình mua cho mình một cái màu đen này nè, còn con gái là hai cái màu đỏ à. Cái này có ren ha các bạn ha, để mình mở cái ren của nó coi thật cái gì là không, còn cái này thì nó không giống như cái màu đen cho nên mình phải mở. Còn cái này màu màu là lê sẽ là ren á các bạn, thì mấy cô trẻ thế, mình thì mình bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình bận cái gì nó cũng symbol chút xíu đó các bạn nè. Good for Christmas các bạn ha, nhà 25 đồng một cái rồi đó các bạn. Cái này thì mình mở ra phía trước nè các bạn đó, không dễ các bạn ha. Đó, nó chuẩn bị vậy ha, con gái mình thì hai cái màu đỏ, còn gái mua cho mình một cái màu đen 25 đô thôi thì đó, sale đó các bạn. Thì nó tặng lại cho mình cái này là cái anh thì quen đó các bạn đó, nó tặng mình đây là tại cái gì đó với lại đôi dép á, bữa đó mình nghe con gái mình nó chọn gì thì trước con mua ở trong tiệm thì nó có cho cái túi xách rồi, rồi nó coi mình nó cũng có cái đồ mà để quấn cổ rồi, cái tang kẹp rồi, bây giờ thì con chọn đôi dép ha, đôi dép này các bạn của hiệu King đó các bạn ha. Dễ thương đó các bạn, mang ở trong nhà, mang ở trong phòng được cũng được. Đó là xong cái tiệm Victoria's Secret các bạn ha. Phụ nữ mình thì mấy cái này thì mê lắm, nhưng mà các bạn biết không, mình đi vô trong tiệm đó mình cũng thấy mấy ông đi nha, mấy ông cũng đi vô trong đó mua quà cho vợ, cho người yêu, cho ngày Valentine, ngày birthday hay những ngày lễ cái này đó, mình cũng thấy mấy ông mua á. Mà mấy ông kia mua đó, không có mắc cỡ luôn nha các bạn, rất là tự hào, chứng tỏ là mình thương vợ mình lắm luôn, thương người yêu mình lắm luôn. Cái này thì mấy em trẻ tuổi đây, như tuổi con gái của mình là mấy em high school rồi đó các bạn, chỉ chưa đó cũng thích bận lắm, tại vì nó cũng mặc nó không có quá là giống như là nó cái fashion nó cũng cũng sang sang dễ thương, nó không có quá là open, nó không có quá là gọi là như là vòng ngoại đó các bạn nè, cho nên là mình cũng thích gái mình bận cái này, mà thỉnh thoảng mình cũng mua nhiều lắm á, mình mua cho mình đó, mình thấy kiểu này cũng hợp hợp với tuổi của mình đó, mặc dù là mình lớn tuổi rồi nhưng mà mình cũng hay mua lắm. Cái áo này là mình biết rồi nè các bạn, con gái mình mua cho ông xã mình đó, tại vì last time á ông xã mình anh có mua một cái mà anh bận mà anh rất là thích, tại vì các bạn biết sao không? Cái material của nó mềm mại lắm, nó mềm nhưng mà nó rất là ấm đó các bạn, cho nên là bận vô mình thấy mình nhẹ nhàng mà nó ấm lắm. Mình sẽ bận cái áo sơ mi ở ngoài ha, cái mình bẻ cái cổ ra các bạn ha, rồi đây mình bận cái này đi làm suốt ngày nó ấm, nó nhẹ nhàng, đi vô office làm đi meeting rồi nó rất là thoải mái, cho nên là ông xã mình mỗi lần ông bận ông rất là thích, mỗi lần giặt nó mẹ ơi mẹ mẹ ráng giặt đừng có sấy cho cô ba nha, giấy sấy của ba hư của ba, cho nên là con gái mình thấy vậy, cho nên là kỳ này sale quá, con gái mình mua cho ông xã mình nè đó, mình phải xua luôn á, cái này là của ông xã mình đó đó các bạn thấy không, con gái á, mua đồ là mua cho ba mua cho mẹ đó, cho nên là cũng may mắn là mình có cái con gái nó cũng ngoan lắm đó các bạn, cho nên là mình cũng cảm ơn ông trên đã cho mình một đứa con gái rất là ngoan, rất là chăm học đó, cho nên là mình cũng rất là happy đó các bạn. Và cái này cũng size small luôn, nó đề là 58 đồng đó, nhưng mà mình nghĩ là 58 là giá chưa sale các bạn, giá sale là chắc phải là half price. Cho là một thêm một cái sweater nữa ha các bạn ha, mùa này thì toàn là đồ mặc mùa lạnh nhiều không mà các bạn đó, cho nên là mình nói với các bạn đó, mùa này thì mình mua đồ cho mùa lạnh, còn khi mà mùa khoảng tháng 4 đó các bạn, tháng 4 là cái thời gian mà các em trở về trường gọi là bắt tôi cương sao á, thì mình sẽ mua đồ cho mùa hè mùa thu rồi mình mùa spring mình bận đó các bạn, thì cái khoảng đó thì đồ nó là nó cho những cái thời gian mùa hè mùa xuân, còn bây giờ là mùa fall với mùa winter không á các bạn. Con nó cũng có mua hai cái bao tay này đó các bạn, theo như mình được con nói đó là ha, mẹ con nó nói là con có mua cho ba mẹ hai cái găng tay, mình mới nói sao con mua găng tay chi vậy, ba mẹ cũng đâu có cần đâu, Cali mình cũng không có nóng lạ, không có lạnh lắm, thì con thấy lạnh chứ sáng ba mẹ đi làm cũng lạnh, nhưng mà đặc biệt đó là cái găng tay này đó các bạn, khi mà các bạn mang vào á thì các bạn có thể sử dụng cái iPhone được á, tại vì nhiều khi mà mình có cái gì mình khô vào cái tay của mình á, mình touch luôn cái iPhone nó không có work á, nhưng mà cái này nó design là mình mang vô mình có thể xài mấy cái smartphone được á các bạn, là mình một cái em xã mình một cái, nhưng mà một size luôn, cái này là nó chỉ có một size thôi, small và medium, one size fit all, cho nên là chắc có lẽ là hơi bự đối với mình quá các bạn ơi, nè cái tay mình nhỏ lắm nó hơi bự ha các bạn ha, giống chuột Mickey quá các bạn, nó bằng tay đen nè.
Kệ con gái mua thì cũng phải xài để nhớ nó buồn đó các bạn. Không biết mình sẽ chọn màu đen hay màu xám nè. Các bạn thấy mình gối với màu nào? Có màu đen không các bạn? Bây giờ mình qua cái thùng bự này nè các bạn. Cái thùng bự này là của tụi Hollister. Dạ, Hollister thì cũng là quần áo thôi đó các bạn. Quần áo của... Wow, này các bạn. Đây là một cái này là size, cái này là cái áo thun tay dài thôi các bạn. Nè, mình mở ra thử nha. Thì như small, tức là mình sẽ mở tượng trưng thôi. Tại trong đây mình thấy nhiều quá, con gái mình cũng nhiều quá. Nè, mình không có thời gian mở hết. Ô, cái này là cái pajama các bạn ơi, đó pajama. À, cái này là cái top đó các bạn ha. Còn cái sau này là cái quần của bộ đồ pajama đó các bạn. Thì cái này là bằng nỉ đó. À, còn đây là cái top dễ thương với các bạn. Đây là bộ đồ bà cha mà mình để lại thôi. Mình sẽ bằng tay luôn. Cái này cũng dễ. À, cái này là cái stress nè, mình nhớ rồi. Cái stress này là con gái mình có hỏi mình nè. Mình thường thường á, mùa lạnh mình cũng hay mặc mấy cái này á các bạn, nó ấm á. Thì con gái nói mẹ ơi hôm nay cũng sale chỉ có 25 đô hay sao. Đúng rồi, cái này là giá là 50 nè các bạn. Chưa sale là 50 ha, mà sau khi sale 50% off á thì là 25 đó. À, cái này không có nón nè các bạn. Mùa này thì đi ra ngoài mà có những cái nón này thì nó ấm á các bạn. Mình che hai cái lỗ tai nó ấm á, nên thôi không bị cảm á các bạn. Cái này em xã mình mê lắm, thích mua, thích mặc, thích mang những cái nón này lắm. Nhiều khi ở trong nhà anh cũng mang, anh cũng đội nón nữa. Còn cái này có kim tuyến thì chắc là con gái mình đây. À, có nhiều người đội nón rất là đẹp. Hôm đây nữa, ơ đây là một cái áo sơ mi nè các bạn. Áo sơ mi mà bằng vải bằng nỉ đó các bạn. Dạ, mùa này thì mặc mấy cái này ấm đó các bạn ha. Nhiều quá các bạn ơi. Còn cái này là cái áo gì đây? Dạ, áo này thì mình thấy là nó cũng màu trắng, tay dài, cũng đẹp quá ha các bạn. Cái kiểu này con gái mình thường thường bây giờ hay mặc lắm nha. Cái này cái gì đây? Mình thấy nhiều quá hả? Mình cũng ráng làm nhanh nhanh cho các bạn coi mà xem. À, nhiều quá. Oh, nó bị stress rồi các bạn. Nó có kim tuyến đó các bạn ha. Yeah. Trong là cái hai quai đó các bạn. Rồi ở ngoài nó làm một cái lớp giống như là vôn mỏng, nó có kim tuyến này các bạn. Còn nhiều quá các bạn ơi, chúng mình phải tạm thời chia sẻ với các bạn nhanh nhanh, nhưng mà các bạn đâu có thể nào mà ngồi chờ mà mình thấy hết được như vậy. À, cái này là thêm một bộ đồ bà cho mà nó hết các bạn cho con gái. À, mình nghĩ là hai cái áo sơ mi. À, mình mở một cái cho các bạn coi nha. Lúc mà con mua cái này con có hỏi ý kiến mình, mẹ mẹ con mua màu trắng thì con bận sọc đẹp, mẹ lựa dùm cho con đi mẹ, này sọc đẹp hay trắng đẹp mẹ. Mình thấy cũng sale nó, thôi con ơi thôi con lựa hai cái luôn cho rồi đi. Chứ giờ con hỏi mẹ nè cũng không biết đâu, mà mẹ thấy màu sọc này thì con mặc cũng dễ thương nè. Tại con mình nó cũng có mấy cái vải giống giống vậy á bạn, nhưng mà không phải hiểu này, kiểu này thôi. Thì cái này là hồi xưa chưa sale là 40 đô, bây giờ còn 20. Cái gì đây? Mình phải lại lại cho các bạn đi, các bạn chờ lâu quá, nóng ruột quá ha các bạn ha. Dạ. Oh yeah, cái này là thêm một cái stress cho mình nè các bạn. Tại bữa đó con gái hỏi mình là mẹ muốn mấy cái thì mình thấy sale thôi kệ, mua hai cái cho con nó vui. Nhiều khi con hỏi mình cũng làm biếng quá, mình đang làm bận cái công chuyện gì đó, con lựa lại cho mẹ đi, cái nào con thấy mẹ bận đẹp thì con lựa cho mẹ. Đây, con gái lựa cho. Nghĩa là trong thùng này thì mình nhớ là mình sẽ có hai cái stress đó các bạn. Yeah. Mình chia sẻ với các bạn rồi đó. Yeah. Còn cái này là của con gái mình luôn, tại vì con gái mình thích bận mấy cô bây giờ cái style là bận cái áo là ngay chỗ cái tay nó có cái lỗ như thế này nè các bạn, đó là cái size rồi các bạn thấy đó. Còn cái này là cái gì đây? Thôi rồi mình nhớ rồi, lúc mà mình nhìn thấy cái này ở trên online là si cười khúc khích luôn, mê lắm luôn đó các bạn. Nói trời con bận cái này bất tiện quá đi con ơi, sao mẹ thấy ấm lắm mẹ ơi, mà dễ thương đó nè. Đó các bạn thấy không, cái bộ trong suốt đó các bạn,
Cái dài như thế này là các bạn là bận vô nó có hai cái lỗ tai như các bạn. Dễ thương các bạn ha, ấm thì thôi nhưng mà nó bất tiện mỗi lần cái lên cái xuống mẹ thấy mình mệt muốn chết luôn. Mà con gái đó mẹ ơi trời ơi con thích cái bộ này nó dễ thương lắm mẹ ơi, mà nó ấm lắm mẹ ơi. Ok mua đi nè các bạn, dễ thương đó các bạn ha. Cái người trẻ tuổi thì mặc cái gì cũng đẹp đó các bạn, còn mình bây giờ thì kén lắm, nhiều khi có những cái mặt hàng mình thấy nó đẹp quá chừng luôn, mình mua về mình mặc vô mình chẳng thấy đẹp chút nào là mình phải đi return lại. À, còn đây là một cái áo cao cổ thường ha các bạn ha, mình bận ở trong rồi mình bận áo sweater hay là jacket gì ở ngoài đó các bạn. Đó là tất cả những cái gì mà mình nhận được trong cái tuần lễ này ha các bạn, là 6 thùng tất cả thì mình cắt ra cho các bạn coi hết rồi đó. Rồi trong tuần tới thì mình không biết là mình sẽ nhận được cái gì rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn nữa nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngồi chờ xem mình mở những cái món hàng mà mình mua được trong cái ngày lễ Thanksgiving after Thanksgiving on sale đó, mà tất cả những cái này là mình mua online không đó các bạn, không cần phải đi ra tiệm, rất là tiện và người ta delivery cho mình trước cửa nhà luôn, không cần phải trả shipping gì hết đó các bạn. Mình chia sẻ với các bạn thích thì các bạn theo dõi tiếp nha. Mình không biết là mình có làm một cái video nào nữa thêm về những cái open box này hay không, nhưng mà nếu có thì các bạn vẫn coi và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Happy holiday. Bye bye.